Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Khởi tố, tạm giam 4 tháng, giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Giám đốc quốc tịch Trung Quốc khai giết nữ kế toán vì nghi bị chiếm đoạt tiền. Ngày 10 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người đối với Ian Yonggu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ian jong là giám đốc một công ty có trụ sở tại Bình Dương, là nghi phạm giết nữ kế toán của công ty này. Bước đầu, khi lấy lời khai, nghi phạm thừa nhận xảy ra mâu thuẫn với nữ kế toán LTM, 30 tuổi, do nghi ngờ nữ kế toán này rút ruột tiền của công ty. Ngoài ra, giám đốc quốc tịch Trung Quốc còn cho rằng nữ kế toán đã lập ra công ty, nhái công ty của mình. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra lấy lời khai hai nhân viên của công ty nói trên, chứng kiến giám đốc người Trung Quốc sau khi cãi vã với nữ kế toán thì đóng cửa không cho các nhân viên này vào trong phòng, sau đó tự lái xe bỏ trốn khỏi công ty. Camera tại công ty ghi lại cảnh vào ngày 29 tháng 3, nữ kế toán mờ và giám đốc Ian Yonggu lời qua tiếng lại ngay trong phòng làm việc của công ty. Chị mờ có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với vị giám đốc. Một lúc sau, lợi dụng lúc chị mờ không để ý, vị giám đốc rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị mờ khi nữ kế toán vùng thoát chạy về hướng nhà vệ sinh, thì vị giám đốc đuổi theo, tiếp tục cầm một con dao khác truy sát. Sau khi gây án, nghi phạm Ian Yonggu đã tự lái chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 rời khỏi công ty. Còn nữ kế toán sau đó được mọi người phát hiện thi thể trên nền nhà vệ sinh với nhiều vết thương, bị cứ cổ. Theo người nhà của nạn nhân, chị M, đang mang thai khoảng 8 tuần tuổi. Chị đã làm kế toán cho công ty Vĩnh Thuận được gần 2 năm vị giám đốc quốc tịch Trung Quốc bỏ chiếc xe bán tải trong rừng cao su, cách công ty khoảng 10 km rồi tự bắt xe khách lên Pleiku, Gia Lai thì bị bắt giữ, rồi di lý về Bình Dương để điều tra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.